Ông ra nào ông cho con hay, tự nhiên ông tắt nhạc làm con mất hứng à. Mày làm cái gì đó? Mày lau nhà hay mày nhảy đầm? Dạ cả hai. Dạ. Cái gì? Ông trời ơi, nãy giờ cũng sàn nhà còn ướt cũng lau, nãy giờ gần chết ông dẫm lên được kìa. Ông nhớ thế đó mà mày. Cởi giày ra cho con cái đi, trời ơi khó quá này, đây cởi đi. Trời ơi ông chủ ơi, ông chủ. Cái gì? Trời ông chủ ơi, mang nó dớ gì mà lồi ba bốn ngón chân nó kỳ quá ông chủ. À đi, mày bảo tao hà tiện à? Không phải là tao hà tiện đâu. Nếu mà cái chiếc bí tất này mà nó rách giống vậy thì tao cũng đã mua rồi. Nhưng mà đây này, mày kém quá, đi vào như thế này thì ai mà biết. Đây, đây này. Đấy. Đi vào như thế này là người ta chỉ coi cái cổ này thôi chứ này. Trời, có thiệt phục ông chủ luôn á. Dạ. Nhưng mà dạ, mày biết lý do nào tao mướn mày về đây không? Dạ con biết chứ. Biết cái gì? Tại bị con có học. Ở đợi mà có học. Trời. Ông chủ đừng khi dễ nha. Ở đợi với con có thiệt ông chủ à. Tốt nghiệp đại học trường làng á. Đại học làm trường làng làm gì có đại học? Ủa. Tốt nghiệp mẫu giáo. Tao mướn mày về đây là vì cái thời buổi này làm ăn khó khăn quá, rồi sanh ra trộm cắp. Cho nên tao mới cần một cái thằng đàn ông khỏe mạnh ở trong cái căn nhà này, để nhỡ mà đêm hôm mà có trộm cắp về thì mày còn đỡ đần tao một tay, mày hiểu chưa? Ủa? Vậy ông chủ quên rồi. Quên cái gì? Ông chủ quên nhà mình có nuôi chó hả? Có nuôi chó để giữ nhà, nhưng mà khốn nạn là tao mua lầm cái con chó, nó có cái tật ngủ say quá. Thế cho nên là tao dặn mày cái này. Khi nào mà mày nghe tiếng động tĩnh là mình có trộm trong nhà đó thì mày làm ơn mày dậy và đánh thức ngay con chó vậy cho tao. Ông chủ ơi, ông chủ lầm nữa rồi. Cái gì? Con nói thiệt chứ ông chủ nha, con còn ngủ sai hơn là chó đó. Úi giời. Nhưng mà không sao, con nói ông chủ nghe. À. Ông chủ yên tâm. Cái chỗ này không phải chỗ mày ngồi. Dạ con ngồi đâu? Chỗ mày ngồi trong kia. Ở đâu ông chủ? Đó, trên cái bàn thờ đó. Không dám đâu ông chủ, con ngồi nhỏ xíu à. Bàn thờ đã dành ông chủ ngồi. Nhưng mà ông chủ nói nghe, chủ nghe nè, ông chủ đừng có lo cái gì hết á. Để con lo cho. Mai mốt á, lỡ mà ông chủ có nghe động tĩnh gì, ông chủ nghi ngờ có con trộm ha. Ông chủ chịu khó đi. Ông chủ chịu khó chạy xuống kêu con. Rồi con chịu khó con chạy ra kêu con chó dậy. Rồi con chó chịu khó chạy ra cắn ông chủ. Không phải cắn ăn trộm, cắn ăn trộm. Dạ. Bố. Ok con. Cô Hai. Anh Tư. Cô Hai mới dậy hả? Vâng. Cô Hai ăn gì không? Tôi nấu cho cô Hai ăn. Cảm ơn anh Tư. Dạ dạ. Con ơi, con ngó đồng hồ kìa. Mới có 11 giờ rưỡi trưa mà con dậy sớm nữa đây. Con cứ dậy sớm như thế này là ốm đau rồi đổ bệnh đổ hoạn, nó lại khổ bố mày đấy. Bố cứ mắng con mãi à? Ôi trời. Hôm nay nó đi đâu mà nó làm dáng đây này. Váy đầm váy đùng cẩn thận đấy, lại xinh quá. Con bố xinh quá, đẹp quá. Này, bố. Mày thấy con gái nào xinh không? Đẹp quá, con người đẹp. Mà thôi. Dạ. Tao hỏi thế thôi. Dạ. Nhưng còn con tao biết đẹp rồi mà. Bố. Bố ngồi xuống đây. Ông chủ. Để con sửa cái này lại cho bố nha. Dở. Cô hai. Dở. Cái trong này. Dạ. Mày đi ra chỗ kia lâu. Nhanh, đi ra chỗ kia lâu nhanh. Con ơi, sao con dại thế? Con ơi, ra con trai con đứa mà nó bảo con dở chân là con cứ dở như thế thì khổ bố mày à. Bố này. Bố. Sao bây giờ bố còn ở nhà? Đáng lẽ là bố phải đi qua nhà bác Thông ăn cưới mới phải chứ. Thì bố đang lưỡng lự này, chả biết có nên đi hay không đây này. Bố nói vậy đâu có đúng. Bác Thông với bố là chỗ thân tình, bố không đi là bác giận bố chết á. Thân thì thân, nhưng mà đây này con nghĩ đi, bác Thông có tới 4 đứa con, thế bố phải đi mừng đám cưới 4 lần, trong khi bố có mỗi một mình con, tính đà thì lỗ quá. Bố. Thôi nhưng mà thôi bố chừa con ạ. Lần sau mà bố có mà kiếm bạn bè bố chơi thì bố chỉ kiếm cái đứa nào mà nó là triệt sản hay là nó hiếm muộn, hay là có cùng lắm thì có chỉ một đứa con thôi chứ còn lộ quá. Trời ơi, ông chủ. Con có ý kiến gì nè ông chủ? Ý kiến gì? Con nói chủ nghe. Con thấy vậy nè, hay là ông chủ để cho con đi vào bển cho. Con đại diện ông chủ con đi ăn đám cưới. Con vẫn ăn đám cưới mà khỏi đưa bao thơ. Tại con người ở mà. Đúng. Người ta có chửi con đồ bần tiện hà tiện không sao hết. Chứ lỡ ông chủ đi vào bển ăn đám cưới mà ông chủ mừng tiền người ta có chút xíu. Người ta chửi ông chủ đồ bần tiện là quê lắm ông chủ. Hả? Cái gì? Mày dạ. Liệu cái mồm mày đó nhá. Dạ. Mày cứ cái thói mà con nhà lính tính nhà quan là có ngày đi ăn mày con ạ. À. Dạ. Bác Hoàng có nhà không? Ủa? Thảo ơi có nhà không con? Ai đấy? Mày đang coi ai đấy? Dạ. Hả? Thảo ơi. Tiếng ơi như tiếng gì thư bố ơi. Để con ra con coi nha bố. Có nhà không nào? Đúng rồi bố ơi. Hả? Dì Thư lên. Dì Thư lên bố ơi. Dì Thư lên. Thôi. Dì Thư. Dạ. Mày làm cái gì đấy? Dạ. Dạ. Dì Thư lên. Mày có biết Dì Thư là ai không? Dạ không. Ai cô Hai? Dì Thư là dì của tôi. Anh này vô duyên. Thế mà lên nhảy cỡ lên. Vô duyên. Thảo ơi.
Ôi trời ơi, gớm cho rồi rồi, cháu tôi đây à. Nhớ gì quá. Trời nhớ mày quá, đi bắt nó rồi, chào bác. Chào gì. Con khỉ sao giờ nó lớn thế. Để xuống đây gì. Trời ơi trời, nắng hoa cả mắt mà vào nhìn mày là tao khỏe ngay rồi. Vâng. Trời ơi khỏe sao bác? Bác khỏe không bác? Vâng, tôi vẫn khỏe gì sao ạ? Vâng, vâng, em vẫn thường thôi. Cái con khỉ này đây gì coi này. Ôi trời ơi, xinh quá. Việc mày quá gì ạ, đây gì lên đúng lúc này. Nó bèo nhèo với tôi cả ngày. Nó cứ nói và dẫn nó về thăm dì Thư, dẫn nó về thăm dì Thư. Tôi đang tính là tuần tới đây này, xin nghỉ phép thường niên là dẫn nó về. Chứ không có, tôi rứt cả đầu với nó gì ạ. Thôi, khói đi đâu hết, dì lên đây rồi. Thao thì cháu tâm sự. Vâng. Ôi trời, anh dễ thường gần 2 năm không gặp mà anh vẫn như xưa nhỉ. Vâng, cảm ơn dì. Bố mày cái đen thì xì như củ súng này. Ôi trời. Dạ. Sao mà nhà mà có tin vui mà sao còn giấu em? Nó vui gì đâu. Đây này, nhà có rể mới phải không này? Dạ. Không phải gì, anh này vô duyên. Vô duyên? Không phải gì. Dì ơi, dì lắm nói cái thằng này nó là người ở. Vâng. Ồ, thằng người ở đây à? Vâng. Thế mà người ta tạo tưởng rồi. Đây này, dì nghe này. Tư. Dạ. Đi xuống dưới pha nước chè cho dì, nhanh. Ông ơi. Cái gì? Dì Thư mới dưới quê lên, tự nhiên bắt ăn chè sao được? Nó khổ mày quá, tao bảo mày nấu nước pha chè cho gì, tức là pha nước trà đó, mày nghe chưa? Này, người Bắc ta kêu nước chè, còn trong Nam mới kêu nước trà, nghe chưa? Nước trà, nước chè. Ừ. Trời ơi, con người Nam mới nói trà, tự nhiên chè cũng đâu hiểu. Dạ, con vô lấy nước chè. Dì ngồi xuống đi dì. Anh mướn cái thằng ở gì mà tai ương thế. Thằng ơi, mỏi hết cả người. Ghế sao mà nó êm quá. Người nó cứ bồng bành. Dì. Cái gì? Sao lâu quá dì mới lên thăm con. Làm con nhớ dì quá. Cứ mỗi lần mà con gặp dì hả, con lại nhớ mẹ con. Sao mà hai người giống nhau đến thế cơ chứ. Ôi giời ơi, con mồm miệng nó kia đi. Mày đúng là mồm mà con bố mày rồi đấy. Mồm miệng gớm chứ. Dì. Rõ khỉ. Tao với mẹ mày hai chị em ruột, không giống nhau rồi giống ai. Trời ơi, đại trời ơi, đứng xa xa thì ngắm đi coi. Ôi giời đất ơi, ngày nào mà bây giờ nó bỗng bồng bồng thế này, nó xinh quá. Này, phước bảy mới đời nhà mày đấy nhá. Phước sao hả gì? Mày giống mẹ mày như hệt đấy. Anh coi này, cái chân mày này, cái mà sắc lẻm như thế này, giống mẹ nó quá anh nhỉ. Vâng. Rồi cái mắt, ôi giời, mắt bồ câu giống chị y hệt anh nhỉ. Vâng. Ôi giời, con răng nó đều tăm tắp giống chị y hệt anh nhỉ. Vâng. Rồi coi như là nó giống mẹ nó tất tần tật anh nhỉ. Vâng. Mày may mắn đấy nhá, mày mà giống bố mày thì bỏ đời nhà mày rồi. Bố mày vừa xấu lại vừa đen anh nhỉ. Không, em nói hình thức trông thế chứ thật sự tính tình bố mày được cái này lại gian quá. Nó lại ngang rồi, đi nắng hoa gì téo cơ thì trêu bố mà bố. Dạ, có chè đây gì. Dạ, chè là tiếng Bắc, còn tiếng Nam là tiếng trà. Khát nước quá. Đây. Dạ, có mời ông ạ. Vâng, dùng mời chè. Dạ, có mời dì Thư dùng chè. Cho em xin. Dạ, uống đi rồi xin tiếp. Không, cho em xin. Dạ, uống đi rồi xin tiếp. Đây nè, cái thằng kia người Nam đưa đó là người Bắc xin là bảo là cảm ơn đấy, mày hiểu chưa? Xin là cảm ơn. À, xin là cảm ơn. Dạ, mời cô hai dùng chè. Cảm ơn anh. Dạ, cho em xin. Lâm lúc nó bực mình, nó chỉ được cái nó thành thật đó gì ạ. Như cái thằng dở người ấy mà. Thôi kệ, thời buổi giờ kiếm người thành thật nó khó lắm mẹ, thôi được rồi. Ai giời đất ơi, làm sao nào, muốn nói gì với gì nào? Chẳng mấy khi gì lên chơi với con. Lần này là gì phải ở luôn với con hả bố hả? Mày lấy dây chói gì mày lại? Vâng, đấy, chói thì gì tao lại? Dọn cả nhà tao lên tao ở với mày đây. Vâng, đúng rồi. Cứ nói thế chứ công việc đồng áng đấy, bố mày biết đấy. Trời ơi, nó như lâu lươn đấy. Là việc không tên, chả có làm sao mà hết việc cả. Đấy. Nhưng mà dì ơi, bận thì bận chứ gì cũng phải dành thì giờ cho con chứ, phải không bố? Phải ở với con ít nhất là một tháng chứ. Chứ không thôi mà mai mốt mà con đi lấy chồng rồi ấy hả, dì muốn gặp thì dễ gì mà gặp được. Ôi giời ơi, nó dọa em đấy bác ạ. Gớm chứ, đi lấy chồng. Ngày mới ngày nào mày còn cởi chuồng lồng lóng mày tắm gì? Mưa. Trời ơi, tắm mưa không cho hay. Cái anh này vô duyên. Thì đấy, mà bây giờ lại đòi đi lấy chồng. Mày khỏi lo, đây bố mày một bố một con. Bố mày gả gần như gả xa cho nó mất còn. Dạ, thế này gì vậy? Nhiều khi gả người chung nhà. Ừ, cho nó tiện. Cái anh này vô duyên. Như thế này gì ạ? Dì lên đây chơi thế là tôi mừng lắm. Vâng. Để cho nó đỡ phải bèo nhào với tôi. Vâng. Thế thì, nhưng mà công việc nó như thế này,
gì thì ở dưới thành đâu phải ở thành thị giống như bố con mình. Ừ. Việc đồng quê mà con biết là cái việc đầu tắt mặt tối tay làm hàm nhai, cái thóc lúa ở ngoài đường nó đâu có chạy qua nhà mình đâu được, phải đúng không chị nhỉ? Đấy trời ơi, cho nên nó lắm việc lắm. Thế hôm nay phần nhất là em nhớ cháu quá. Thì em lên em thăm cháu đây. Rồi còn phần thứ hai là thì em có cái chuyện này nó cũng khá quan trọng. Em lên đây để em xin thưa với bác. Không, như thế này ạ. Cái việc có quan trọng cách mấy thì cũng bỏ. Từ từ rồi mình giải thích gì nhá. Không có, nhưng mà tại vì cái thế này này, em cái này nó khó nói lắm nhưng mà em phải nói bác ạ. Là tôi đã bảo gì rồi, gì lên đây chơi là bố con tôi mừng lắm rồi. Cái việc quan trọng gì cũng gác qua một bên giùm tôi. Gì cứ nghĩ lại cho nó có sức đi đã. Rồi. Quan trọng quan trước thì mình tính sau. Ở đây, Thảo đây. Phụ gì lên cái này mà. Rồi dọn dẹp cái buồng cho gì nghỉ con nhá. Vâng. Đây. Đây. Này, bố dặn là kiếm cái nhẹ nhẹ mà bưng chung có sái tay lại khổ bố. Con trẻ mà bố khéo lo quá. Thôi bố mày xót con gớm, anh xót con anh, tôi không biết xót cháu tổ, đưa lên ta nhà nông cho tao. Ôi gì này, ôi gì thế mày, đỡ gì. Dạ, dì thư, cho con xin. Gì thế thằng, phải rõ này. Mình bảo đi gì hả? Mình bảo buồn á. Gớm nhà sang trọng máy móc này, tinh tường quá. Khách khứa lên rồi, dạ. Lên đây rồi. Ngồi cho khỏe gì ơi. Nhà gì mà nó sang quá, tao cũng không dám bước, cái này láng quá trời láng rồi. Ai chà chà. Cái lợp bằng cái lá gì mà nhà nó mát thế anh nhỉ? Không ngói đây gì ạ? Ngói. À ngói à? Cái gì ngồi... vui quá. Gì ngồi dùng Đức. Thằng Tư ơi. Dạ Tư. Dạ. Mày ra tao dặn cái này. Cái thằng Tư nó chạy tao chóng mặt quá. Dạ. Này. Dạ. Tao dặn mày nhá. Dạ. Dì cái Thảo ở dưới quê lên gì là khách quý ở nhà này đấy. Dạ. Ông yên chí đi. Con đi chợ hạ tiện lắm. Không, tao đâu có bảo mày như vậy. Ủa? Nhá. Sao? Tao bảo này mày nghe này. Dạ. Mày đi chợ mua ngay cho tao một con gà mái tơ. Ôi giời. Nhá. Tôi nhớ rồi. Dì á lại thích lại ăn gà mái tơ luộc lên trong ăn với lá chanh. Trời. Ở bên này nữa mày mua ngay cho tao nửa cân miến mà loại ngon nhất ấy. Xong rồi về mày xào với lòng gà cho gì. Thôi bố mày ơi, này thôi khổ quá bác ạ. Bố cái Thảo thôi. Em lên đây chủ yếu là em thăm cháu thôi. Cái bác làm cơm gà cá gỡ thấy em ngại lắm. Không, chẳng mấy khi gì lên. Đúng rồi. Thế này nha, thôi hay là cứ tôm cá qua loa chứ thịt thả nó rườm rà lắm. Trời ơi, vậy vui tính quá. Tôm cá còn mắc quá trà thịt thả đó. Ủa thế à? Dạ. Thế rồi mày nấu cho tao nồi canh rau đay xuông tao húp được rồi. Dạ. Con bố gì con nhớ một món mà dì thích lắm đó. Đây mày qua đây cả nhà xem cháu tôi nó nói cái món gì ưng ý nhà, món gì? Đu đủ xanh hầm với chân giò. Để làm gì? Dì ăn cho nhiều sữa. Đúng rồi, nhiều sữa lắm ạ. Con khỉ này, tao chồng con đâu mà ăn cho nhiều sữa. Con đi nhầm, con đi nhầm. Măng khô ninh với chân giò phải không bố? Phải không gì? Đấy, mày nhớ những cái món đấy mà đi mua về nhá. Dạ, ông nói nghe nào. Sao tự nhiên hôm nay ông tốt bụng làm con chợt nhớ tới câu thơ quá. Thơ gì? Lòng từ bi chợt tới bất ngờ. Mày cứ cái thói móc họng đi đó. Dạ. Tiền bạc nó không có nghĩa lý gì cả. Trời. Đúng không con? Dạ, vâng. Phải không gì? Vâng. Chỉ có tình nghĩa mới là quý thôi, đúng không ạ? Bố đúng mày giải trí phải đấy. Sao hôm nay ông tự nhiên ông đưa con từ cái bất ngờ này tới bất ngờ khác làm con nghi ngờ quá. Tự nhiên hôm nay ông nói chuyện tình cảm kỳ á. Mày liệu cái hồn mày đấy. Quên tao dặn mày cái này nữa. Dạ. Mua ngay cho tao một ít bánh trái. Về cho gì ăn trắng miệng mà lựa những cái thứ nào mà ngon nhất ăn mua đó nghe chưa? Bát thôi mà. Không, chẳng mấy khi gì lên. Nhớ chưa? Dạ, con nhớ. Tao đi bảo lấy tiền chưa? Dạ. Thôi, bác. Trời ơi. Mày. Ông vô lấy tiền. Mô Phật. Trời ơi, hình như có điềm quá trời. Trời ơi, tự nhiên sao? Bình thường keo kiệt lắm, hôm nay rộng rãi vậy chắc có điềm sắp chết rồi sao á. Gì? Bố mày sao mà sang quá sang đây. Chẳng mấy khi gì lên. Đâm ra đây mày đứng rồi, mày. Đây là bố mày rồi nuôi mày cứ thịt gà thịt qué thế này hèn chi lớn ơi là lớn rồi ơi đây. Quá trời quá đất đi mày nhỉ, cái cháu tao xinh quá thằng ở nhỉ. Dạ, đẹp lắm gì ơi. Trời ơi coi kìa, trời ơi xinh ơi là xinh. Trời ơi coi trời ơi, bởi người ta bảo mà mày người xinh thì cái bóng nó cũng xinh mà người giòn thì cái tính tình tinh nó cũng giòn mày nhỉ. Dạ, tính tình gì? Hả? Cái tính tình tinh là gì vậy? Trời ơi, mày chừng nào mày lấy vợ ở Bắc Kỳ mày biết cái tính tình tinh là cái gì liền. Rồi, kỳ này con dứt khoát kiếm vợ Bắc Kỳ. Trời ơi, coi, trời ơi, mày coi này. Cái mông cháu ta này, nó mẩy quá mày nhẹ. Mẩy, gì? Hả? Mẩy là gì? Mẩy là nó tròn này. Trời ơi, con ơi, tướng này là tốt lắm nha con nhá. Tướng này tốt lắm, mày coi cái mông đây, trời ơi, vừa bằng cái lòng bàn ấy. Trời ơi, bằng lòng, gì coi em coi cái mông con giống cái lòng gì? Mày thằng ở mông mày như cái lồng chim ấy. Trời ơi, trời ơi. Này da đấy, con da con gái mới lớn có khác, cứ như da em bé này. Trời ơi, gì da con giống da gì vậy? Da mày giống da con rắn già. Tôi chết tôi rồi. Ủa gì không? Chết gì vậy bố? Tiền bố mới lãnh lương về, bố để đồng giường bố đâu mất rồi. Cái gì? Hả?
bố có chắc trời ơi tiền bố để đâu mà bố mất. Trời ơi, bố mới lãnh lương về bố bỏ trong cái phong bì, bố để cái gối dưới cái đầu giường bố, bây giờ không cánh mà bay rồi. Ê bác ơi, sao mà tiền bạc bác lại để không cẩn thận, ai lại để dưới gầm giường là sao? Khổ quá chị ơi, lương công chức một tháng hơn 20 ngàn, bây giờ mất rồi tháng này chỉ có nước bố con mình ăn cháo chứ tiền đâu mà đóng gạo ơi, bây giờ con ạ. Có chắc là tiền bố để dưới chân giường bố không, chứ nhà mình có bao giờ mất tiền đâu mà bây giờ bố lại nói là mất. Không bao giờ mất, nhưng mà bây giờ mất, nhưng mà bây giờ mất đây này. Trời ơi, nhưng mà tao biết người lấy rồi. Hả? Ông biết người lấy hả? Ông nói đi. Có mà không chặt đẹp, không ăn tiền á, ông nói đi. Thằng nào lấy? Mày. Hả? Mày lấy chứ không ai hết. Mày đưa ra liền. Ê, ông giỡn kỳ quá không? Đừng có giỡn vậy, kỳ quá vậy. Thư mới lên nghỉ quỵ. Mày đưa ra ngay không có mày chết. Đừng giỡn vậy, ông kỳ quá ông. Mày có đưa ra hay không? Không, ông đừng giỡn vậy, kỳ quá ông. Tao không đưa với mày. Mày ông tại sao ông muốn quýnh con? Mày không đưa ra tao kêu cảnh sát, nó bỏ tù mày luôn chưa? Ông đừng nói qua con chứ, ông cô không bao giờ lấy tiền hết. Ông nhớ không? Cô làm việc trong 2 năm nay rồi, không bao giờ mất tiền hết. Thậm chí tháng trước ông nhớ nè, ở ngoài giường cô lượm cho được cái bóp, không mất đồng nào hết. Rồi bây giờ tự nhiên ông nói qua con hả? Con không muốn lấy đâu, cũng là thiệt ông á, con không muốn lấy mà. Mày còn cái nè, Thảo, đi ra đồn mời clip đây. Tao nuôi mày ở trong nhà để mày cắn ăn trộm mà không ngờ tao lại nuôi chính là ăn trộm ở trong nhà. Bác em mày... xin bác, em xin bác mà. Bác bình tĩnh đi. Mất của thì một mất 10 ngờ, nhưng mà bác phải coi kỹ chứ còn lại nghi oan cho thằng ở thì tội nghiệp nó lắm bác ạ. Dạ đúng rồi đó chị Thư, chị Thư là bần nói em con đi chị Thư. Cô hai nói em con có lấy tiền đâu cô hai. Ơi, con nhớ là kỳ đó bố có nói với con mà bố, mà anh Tư nào đến giờ thật thà lắm, có bao giờ lấy tiền nhà mình đâu mà bố lại nói anh Tư lấy tiền nhà mình bố. Con còn bênh nó nữa hả? Bố đi ra đồn mời cảnh sát vào đây cho nó vào tù. Nhưng mà bố ơi, bố có chắc không, từ sáng đến giờ ngoài anh Tư vào buồng của bố thì còn ai vào buồng của bố nữa không? Bác coi kỹ lại coi. Thì hồi sáng nay là chỉ có một mình nó vào buồng bố nó quét dọn thôi, rồi mới đây thì có con với gì vào, con thì không lấy tiền của bố rồi, bây giờ chỉ có con. Ok bác Hoàng, bố trời ơi, bố ơi, trời ơi, tại sao bố lại nhắc tên dì Thư vào đây là thế nào? Dì mới từ cái sánh lên, chân ướt chân ráo, có biết gì đâu mà bố nói như vậy. Rồi ôi, dì giận bố con mình chết bố ơi. Thì bố nhầm, bố nói vậy chứ. Bố có bảo là dì lấy tiền đâu. Chẳng lẽ dì Thư. Dì ơi, bố con nhỡ lời thôi mà bố con không có ý gì đâu. Không, bố, dì ơi. Dì biết bố mày lỡ lời. Nhưng mà dì không may, tự dưng lên đúng lúc cái nhà lại mất của thế này gì. Dì ngại quá. Không. Hay là dì xin phép con nhỡ lời thôi. Dì ạ, tôi nhỡ nhời. Thôi dì bỏ qua cho dì ngồi đây. Vâng, dì ngồi xuống đi. Nhưng mà như thế này dì ạ. Cái thằng này nó là người ở, mà nó không thành thật với tôi thì tôi phải cho nó biết tay thôi. Bố có gì ở đây con xin bố đừng có la toáng lên như vậy. Tiền của bố thì bây giờ bố đi ăn cưới đi, để con đi tìm vào tiền cho bố thôi mà. Ăn bố đi gì? Ăn cưới đi bố. Còn đồng mẹ nào nữa đâu mà đi ăn đám cưới. Cái mặt mũi bố mày như thế này đi chẳng nhẽ đi qua tay không à? Thôi bác ơi, nhà cửa bây giờ nó rắc rối quá, em ngồi đây em cũng ngại lắm bác à. Hay xin phép bác cho em đi về lại dưới quê. Không gì, ngồi xuống đây gì mà về thì bố con tôi ai nấy lắm. Dì lên đây mà chơi với bố con tôi là bố con tôi vui lắm rồi. Dì ngồi xuống đây đi. Dì đừng có ngại. À tôi có cách à. Thảo. Dạ. Con chạy ngay qua nhà bà Hợi cho bố. Tới làm gì hả bố? Bảo bà Hợi cho bố mượn 10.000, nói với bà là nhà mình có khách quý cần phải là tiếp đãi cho nó chu đáo nhá. Trời nhanh ơi. Lên. Ông đi mượn tiền đại khách quý ai mà nuốt cho trôi trời. Không bác ạ, vì em mà mang công mắc nợ, em không muốn đâu bác ạ. Thôi được rồi em. Hay gì gì. Vâng. Tôi đã bảo chị đâu, gì mới lên đây ngồi chơi ngồi chưa nóng chiếu mà gì về tội cho cháu nhé. Cái việc vay mượn là cái việc bình thường ấy mà. Vâng. Thôi Thảo, đừng qua nhà bà Hợi. Con qua nhà ông Tuất mượn cho bố 10.000. Cái tiền lời ông lấy có 15% thôi. Chứ bà Hợi lấy đến 20% rồi. Nhé. Nhé. Đây, Tư. Dạ. Mày đi theo cô Hai. Cô Hai đưa tiền đi chợ cho mày về nấu nướng tiếp gì xong là mày biết tao nhá. Cái tội mày tao còn để đó, tao biết chắc là mày chứ không ai nhá, mặc dù là có gì vào đấy. Ôi trời bố, bác Hoàng, sao bác gì? Thôi được rồi, thôi bây giờ không gì không ở đây được đâu. Người gì nó cứ như lửa đốt đấy, không để gì vào thì lấy cái tay nải gì đi về đi bố cho gì vào. Gì bố ơi, con xin bố ơi. Thảo, con vào trong buồng con lấy dùm dì cái tay nải. Dì vào buồng bây giờ nó lại nhiều chuyện lắm. Đi vào bố, lấy cho dì đi con. Bố ơi, con xin bố mà. Dì, dì cứ vào tự nhiên đi. Tiền tôi nó mất hết rồi là còn đâu nữa mà dì phải lo. Dì cứ vào tự nhiên nhá. Bố. Dì cứ vào tự nhiên. Bố, con xin bố. Bác ạ. Dì. Em thì quê mùa thật đấy. Nhưng mà
em không ngờ bác anh nói thế nào ấy, bác thay đổi làm sao ấy. Tôi được rồi, dì không cần tay đái tay đúng gì hết, mày buông ra cho dì về. Dì ơi, dì buông ra, dì đừng bỏ con, dì không buông ra cho dì về, không bố không có ý gì đâu mà dì ơi, dì không chịu được, dì ơi dì dì cô hai. Cô nói thiệt với ông, cô không có lấy tiền của ông đâu. Nhưng mà ông ơi, ông nhớ kỹ coi là tiền ở mỏ ở đâu, hay là ông ơi, hay là ông có cho bà nào ông quên không? Ông nhớ coi. Thôi mày không phải nói nhiều nữa. Dạ. Nhưng mà cô bố. Cái gì con? Tại bố hết á. Tại sao? Dì Thư với từ cái sánh lên, chân ướt chân ráo, có biết gì đâu mà bố mất một chút xíu tiền như vậy, bố lại làm toán lên, làm cho dì Thư buồn bỏ về. Dạ đúng rồi đó ông. Bố không có nhớ là hồi mà mẹ mất, bố thì bị đổi lên miền Trung làm việc, phải gửi con cho dì nuôi không biết là bao nhiêu năm trời. Dì có bao giờ tính công tính cán gì với bố con mình đâu. Mà bây giờ chỉ có một chút xíu tiền đó thôi mà bố lại làm toán là như vậy, ai mà không động lòng. Thôi tiền của bố thì chỉ ở quanh quẩn ở trong nhà chứ không đi đâu đâu. Để con vào buồng tìm cho bố. Tìm cái gì? Bố có mất đồng nào đâu mà tìm. Bố nói cái gì? Bố nói là bố không có mất đồng nào cả. Tìm cái gì? Bố lại... Ông mới nói là ông không mất đồng nào hết. Đúng. Tao có mất đồng nào đâu mà hai đứa đi tìm. Con nói thiệt với ông nha, ông không mất tiền rồi tự nhiên ông nói con lấy tiền ông hả? Ông chơi vậy hả? Con thiệt, mà con nghèo thiệt à. Con nghèo như nghèo mà con có danh dự, con có sĩ diện của con. Ông bắt đứng con cái gì hả? Con à, con còn trẻ quá, con không hiểu được đâu con à. Đấy là bố nghĩ ra cái kế để tống cổ bà về. Trời. Đấy. Nhá. Thấy cái thứ mà mang thúng, mang mẹt quà cáp lên đây làm cái gì? Bố thấy cái ngữ này là bố viết lên đây. Thế còn bày đạt là có chuyện muốn thưa bác. Chuyện gì? Thứ nhất là chuyện gì? Mượn tiền đấy gì? Hả? Mà nếu không phải là mượn tiền thì ăn dầm nằm dề đấy bố con. Mình đài lưng ra nuôi cũng sạt nghiệp con ạ. Đấy. Cho nên bố mới kiếm cái cách đó là mà để bố đuổi bà về. Chứ còn cái lương tháng này bố đã lãnh mẹ đồng nào đâu mà mất. Trời ơi, ông ơi. Cô thiệt không ngờ. Con thì là bái phục ông, bái phục ông. Tao mà mày. Con không ngờ ông dùng cái mưu thần trước quỷ đó để phục vụ lòng keo kiệt của ông, rồi ông bắt đứng con như vậy đó. Bố, con cũng không ngờ bố lại nghĩ như vậy. Con đi tìm dì Thư đây. Này, cô hai. Dì quên cái gì đấy à? Em xin bác. Dì vào nhà đi dì. Dì vào nhà với con đi dì. Không. Bố con. Dì biết mà. Dì biết bố mày không có ý gì đâu dì biết. Mà tại vì hồi nãy giờ bố mày làm dì lú lẫn dì quên. Dì có chuyện quan trọng dì... con à. Con. Dì biết là bố mày không bao giờ nghĩ gì hết. Bởi vì dì coi mày như con ruột của dì. Con biết mà dì ơi, dì không cần nói nữa đâu dì. Con mất mẹ từ nhỏ, con biết là dì thương con như mẹ con thương con vậy. Mỗi lần mà con khát sữa, dì cõng con đi khắp làng để xin sữa. Rồi đến khi không có sữa thì dì quấy cháo lên cho con ăn. Dì nhớ mà. Con nhớ hết dì ơi. Dì nhớ mà. Dì ơi, con nhớ hết mà dì. Chị nhớ mày uống nước cháo mà mày lớn nhanh như thổi á. Rồi nhìn mày mỗi ngày một lớn thì tuổi đời dì cũng chồng chất. Đến khi bố mày về đón mày đi thì tuổi xuân dì qua rồi. Đến bây giờ dì chỉ có một mình mày thôi là ruột thịt. Dì ơi, chuyện quan trọng hôm nay dì muốn nói với con đó là dì có một mảnh vườn bà ngoại để cho. Dì chỉ để là một tí ngô khoai dì sống thôi. Còn bao nhiêu dì bán, dì bán dì cho con. Con không có cần cái gì đâu dì ơi. Dì ơi, con không có cần gì đâu dì ơi. Thảo nghe dì nói này. Dì bán dì cho ít tiền cho con đi. Con đi lấy chồng có tí mà làm vốn con ạ. Đời con gái mà lúc lấy chồng. Dì con không cần đâu dì. Bến đục bến trong không con thế nào cần gì thôi. Dì không. Cầm cho dì vui. Dì ơi,
Không không không, Thảo cầm cho dì vui. Dì không, thôi thôi cầm dì đi. Thương Thảo thì dì đừng bỏ Thảo dì thôi, ơi. Được rồi, thôi thôi dì về con ạ. Dì không không, thôi buông ra cho dì về, dì về bé Dung. Dì ơi, dì đừng có bỏ con dì. Con xin dì mà dì buông ra cho dì con, về. Con xin dì, dì đừng có bỏ con dì. Buông ra. Dì ơi. Bố, bố đã từng dạy con tình cảm là trên hết, còn tiền bạc thì không có nghĩa lý gì. Mà bây giờ bố lại dùng tiền bạc để mà đối xử với dì Thư như vậy. Bố, tiền của bố đây bố. Tiền của bố đây. Bố cầm lấy đi bố. Bố cầm nó đi bố. Dì, dì ơi. Thảo. Dạ thưa ông chủ, qua câu chuyện vừa rồi tôi thấy tôi phải học ông chủ nhiều lắm. Tại vì chỉ có như vậy tôi mới tồn tại được trong cái xã hội này, một cái xã hội đầy dối trá này. Thôi thưa ông chủ, coi như là cái tháng lương vừa rồi tôi cho ông luôn đó. Dính miệng không? Rồi đấy chứ. Giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng mõ đâu rồi? Ô, hay nhỉ? Mõ đâu? Thằng mõ! Thằng mõ đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát thì ngoài đây đây. Với sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đền. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ con là Đốt, vợ của Mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó ra đình sớm cho ông sai việc, thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang quẳng ở đây? Bẩm chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng? Nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Bẩm nhà con bận đi đánh golf ạ. Thôi thời thế đảo điên, chó lại mặc váy lĩnh gớm khổ. Đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có, còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi đánh golf là đánh cái gì? Bẩm nhà con nó có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh gốp để đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Dạ không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Woods là người ta chứ không phải là chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì nhá. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Bẩm ông, thế làng nay có việc gì thế không? Ôi mà ôi giời ơi, mày sao mà sáng sớm mày sao mà rời nóng quá nhỉ? Đấy. Thế mà ông
cụ sao thế? Cụ sao thế? Cụ sao thế? Tỉnh rồi. Sao thế? Không, cụ mày lâu lâu lại có cân chuyển. Thế hả? Thôi chuyện của làng cũng to đấy, nhưng mà cái này to hơn. Gác chuyện làng sang một bên đi. Gác chuyện làng sang một bên. Gớm từ xưa giờ chỉ nhìn thấy thằng mó, chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng mó đâu. Bẩm cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Gớm khổ, con phải việc gì phải lo bò trắng răng thế này. Có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Gớm khổ, con vợ tao nó tợn lắm, mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng, nhiều khi ấy nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợp tai, nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dám nhịn đi cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá, số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. Chồng con thì nó dữ lắm, nó chỉ cần trừng mắt thôi á thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi cụ ạ. Ấy thế mà ông giời không có mắt, đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng, mới gọi là lồi lào úp vung lấy nhở cụ. Thế được mấy đứa con rồi? Dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ồ, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này, dạ, vợ thằng mó. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết, cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự, quan trên trông xuống người ta trông vào sao mà được. Gươm khổ, việc gai gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này, dạ, ông thì tuy là lá ngọc cành vàng, nhưng ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả, miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai, là lum bổ anh, là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn thì số 1 cũng như số 10, gớm khổ. Con là gái đã có chồng, cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên trong mà xem nhá. Ôi anh Đốp ơi, ôi làng nước ơi, cụ xã cụ dê tôi. Cấm một, ô cụ ra này. Này, dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tiên sư nhà mày làm gì mày la to thế hả? Này, dạ, ông nói cho mày nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ, mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc đấy con ạ. Gớm khổ. Này, dạ, mày có biết con màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh, còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng? Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế, chứ sách đã dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cũng không thấy đấy. Mẹ người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm, cái nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ này, dạ, mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoán. Thế à? Thế giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ.
Chiang Lang Chiang Cha, Thượng Hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là Màu Thị. Ê cụ, con Thị Màu đó tên là Thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. Ngày xưa ở làng mình nó gọi là Thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế ồ, thế Mỹ mày tên gọi gì? Ngược. Con á, tên thật trong giấy khai sinh của con á, tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Ấy chết. Thế thì con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. À. Qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là Màu Thị. Mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt Kiều Mỹ gửi tặng. Cái máy thâu đấy. Con đâu có cần phải thuộc. Con chỉ việc đi khắp làng, gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay nhỉ? Thế đâm ra hay. Tự dưng mày mở lên lại nghe chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày làm mõ hay tao làm mõ? Tự dưng xong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ cụ giao, coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về con còn cho con bú nhá. Thôi con đi đi nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế. Dạ bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng phú hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mấy lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ tránh sắp đến rồi đấy. Dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ. Từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh. Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mổ máu dê sao? À, nó là vợ của thằng mõ đốt đấy ạ. Vậy à? Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? À, dạ, Cao Văn Hiệp. Ồ, sang bên này. À, cụ Tránh. Ồ, chảy máu cam rồi đây này. Vậy à? Lắm khó. Đây, mày đứng đây tí hồi cụ Tránh là học máu ra bây giờ. Sang bên này. Dạ vâng. À, vâng, con rước cụ Tránh ngồi ạ. À. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Màu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu hết trơn á. Ăn tiệc mệt nghỉ. Hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Màu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi. Thế là đời nát bét, chảnh dụng suốt kiếp. Chẳng dám mà gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc, tôi chấm với tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con Thị Màu chứ tao không cho gọi con Thị Lỡ. Gấm. Dạ, con chào cụ Tránh, dạ, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con Màu nhà tôi đến đây. Đâu? Con Màu đâu? Màu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với Thủ tướng Canada. Đi vào đây. Từ đầu con vào liền. Nói đi ăn cùng làm cùng. Bảo nó nhanh nhanh đi. Cứ đi ăn nói đi ăn cùng tình mình sẽ lâu dài 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 dài. Và anh hỏng đến thăm em chiều mưa vẫn bay dậy. Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bời hò. Tình như hạt mưa làm ướt mắt em đó nha. Tao bảo mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã thì còn trố cái mắt rồi đấy.
Có trố đâu mang kiến, có trố đâu mà trố, thấy rồi mà nói thêm hả? Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, chào cũng phải từ từ, cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer thị màu, dạ cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer thị màu, anh chân mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Mậu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa hả? Đâu phải, ông xã ông bỏ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à? Em trời bị... ơi, em ư bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con nào? Dạ. Dạ. Tại sao ạ? Cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Chánh. Dạ. Chỉ riêng mày mày lại gọi là anh Chánh là thế nào? Là tại vì anh Chánh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Màu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Gì? À không, bằng cu lộn. Nhìn mặt anh cái em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập hợp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm, bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Màu 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 dạ, con dạ. Qua đây con, không qua đây là nữa hả? Từ từ chạy qua con ơi, cái chuyện cụ Chánh dê con là cái chuyện trong xó bếp. Đâu có, ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi. Trời ơi, cái gì ra huyện đường là xó bếp nói xó bếp, phòng khách nói phòng khách. Mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lại mày. Nhưng còn mà đây là được. Trước công đường con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa, hiểu chưa rồi. Mà tại miệng con có keo có dao sợ gì. Trời ơi, có gì đâu con sợ mà con nói bố nghe. Bây giờ con góp ý thiệt, cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi, con mụ đớp mụ đi đâu vậy? Không biết ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn à. Nói bố nghe nha, cái đó là giật dữ lắm á, đừng có bẩm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi làm sao mà coi, mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe. Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế dạ. Bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu con dạy cái mang, tội quy vu trưởng. Con Màu nhà tôi nó còn dại nào? Nó lỡ dại, nó khôn 3 năm dại 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn à. Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra huyện đường 10 phút nói 10 phút, 1 giờ nói 1 giờ. Người ta biết giờ giấc người ta xử, 1 giờ nó chạc thêm tiền trả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lại mày. À dạ thưa. À, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay này, làm phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lẽ làng. Cả năm nay bố trên sư nó làng mới vỡ được cái một vụ chữa hoa. À nói vậy hôm nay em không mở chữa. Hàng em mở hàng có chữa đầu tiên đó hả? Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. À, dạ, không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá, bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi, trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này. Thế con Màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử lẹ lẹ đi, còn ăn trưa nữa, đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi đó, thân mày lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa bắt con đớp. Dạ. Mang cái búa ra đây. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cán luôn thôi. Trời ơi. Ờ à, đó vậy đi. Trời ơi dạ. Cái búa mà bà làm gì bà cầm cái bồ lô. Dạ đây. Ôi sao ông xã? Đó tay em. Đỡ phụ cái. Ôi giời ơi. Tiên sư nhà mày chứ cộng nhẹ không còn mà. Cái búa nào à? Mày mang cái búa này cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao à. Cầm có một tay mà ông cầm tới cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à. Này. Xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ. Mặt nói chưa qua nghe nha.
nói qua nghe nè, biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng kìa hồi nhỏ đó, hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút cái chân luyện mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè, nhưng mà hồi đó vô trong Nam làm đồng tiền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin, còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô Chánh thì thiệt á. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con Màu biết. Dạ. Cái làng này ấy, là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa, tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻ mép vậy? Thì có sao tao nói hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra để làng bỏ tù nó. Mày không khai ấy, mà mày đi tù này rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu, nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa con Màu, nghe chưa Màu? Ủa bố ba khóc hả? Tao khóc đó. Tao ơi mày, cái giọng ánh tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông. Giọng trầm quá. Tâm cái đầu mày nó phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Sao vậy? Thị trường địa ốc nó đang xuống, bố không muốn bán con ạ. Thôi thế thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ mày coi đây này. À, đừng ba ơi, trời ơi sang xuân nay nhiều tiền, ba đừng, mấy quan này tham lắm. Ba ơi đừng mà. Mày đi ra chỗ khác. Ba đừng. Cúp cái gì? Đây đây, mà coi đây. Trời ơi hết hồn chưa. Trời ơi sang xuân nay mà chơi đồ 8 thế kỷ trước á, chịu nổi không? Đây, mày coi đi. 1.800 người mà 10 người một hồi vị trí là 180 thôi. Xin lỗi đi, thôi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cánh mặn, xúc một đống muối thảy vô trong đó, nó ăn một muỗng, nó uống 80 ngụm nước, nó loài bụng, nó là bụng đâu nữa à. Muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao này? Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làng đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Chánh, menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Special menu for chữ hoa. Trời ơi. Món thứ nhất, đặc sản ốc dồi dôi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì cá nướng tui. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi đừng con. Đừng có ơi. Lo ba, đừng có lo. Trời mấy ổng tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con. Con thấy thương bố khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi con khổ quá à, bức quá em khổ quá. Chánh ơi Chánh, em nhiều boyfriend lắm làm sao nhớ được à, con ơi à, em bị tim thầm mà. Ông xã ơi, bé Màu tim thầm, tôi thì thầm tim à. Ông cứ gõ búa hoài nó cứ xỉu nó xà vô người tôi à. Già rồi sức đâu chống nổi à. Con kia à. Mày đứng lên ngay. Dạ. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Dạ. Mày cứ sắp sắp vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời ơi đừng có lo, cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Dạ. Này. Dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bức quá chỉ đại được không? Con thông minh quá. Đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con mình thoát ra. Dạ. Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì?
con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ chi. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này con cứ chỉ đại cái thằng Năm con cụ Tránh vô. Tại sao phải chỉ thằng đó? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố nè. Dạ. Nó chọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió già, bày đặt ra với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, á thằng Năm hỏng được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn à. Này, bậy, phải khai là phải khai cho đúng tội, phải khai cho đúng người. Mày ngủ với thằng nào mày nói ngay lên đây. Đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù một năm đi. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện mà nóng rồi, mũ đớp. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa, con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đế đi ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây. Con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến tuổi cặp kế cô có nhiều trai theo nên lắm điều mộng mơ. Sao vậy? Tình khúc chiều mưa nguyện anh chinh. Cái mồm, bây giờ ta bảo mày khai. Kêu ngao. Ta bảo mày khai chứ mày mày lầm bầm mày đọc cái gì đấy. Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa, xong cô mới ghé vô nhà. Mày ghé vào nhà ai? Ý không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya mưa rơi nấu nè. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Mau, ta bảo. Chứ chứ con này nó chuyển tông liên tục nhỉ? Bộ nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dở ẹt à. Mà tại vì con nói bà nghe chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò rơm. Này, cái lửa gần rơm đấy mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Mày tả cái mặt nó xem. Trời đấy, ơi đấy, trời đấy. Lúc đó con mắt nó liêm diêm rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi, hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi, con không nhớ rõ để con không phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi đế đi nói đúng rồi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu bạch kim. Hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Tóm cổ thằng Chánh nhớ rồi. Nghe lên. Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhớ lại. Mình mất xong tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng ta to cao mặt tròn như cái nguyệt, có râu bạch kim, có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê khoan. Con mau. Tao có thù gì dòng họ nha mày. Mày đỡ hại tao. Thằng nào ăn nóc bắt tao đổ vỏ hả? Mày chi tao có chấm bút gì tao mới gần mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã. Kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả? Tới tay vợ tôi, nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt không phải chơi à. Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Ôi giời. Cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên họ ta cái. Ông xã người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiền An. Khoan. Đứa nào đây? Ai vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Vậy? Khoan. Các người đừng tuyên án. Đừng tuyên án. Mày là đứa nào? My name is No.
You know? Yes, I am no. Dạ, 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 thưa hai cụ, thằng no này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân. Yes. Cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ơi. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nỗi quốc ức của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em, giống như trong tù người phu khiên kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay, hay quá anh ơi. Trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy con quỷ kia nó ác ghê, mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không bảo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời ơi, anh ơi. Anh ơi, em nói cho anh nghe, cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Bộ. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia, nếu tất cả đều nhỏ, trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đó nói. Em Màu. No. Em hãy ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì? Dạ thưa ông. Rồi. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhé. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi, dạ. Sao cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông? Anh. Em. Hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chúc nữa tôi lăn hay chi. Trời ơi, con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày. Em Màu. Anh no. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời ơi. Để anh về em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh. Ráng ở tù nha anh. Xong. Cố gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tuyền An. Quang. Chuyện các người, các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hối. Ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy? Thì đó, bây giờ chuyển sang đời cô nô. Trời, trời ơi. Sao giống xả? Mày đang đỡ cái búa sao mày về thả ác thế hả thằng lô? Con cũng đỡ cụ mà. Không xả. Bắt nó đi. Đem nó đi ngay đây. Dạ. Em Màu, dạ. Màu. Anh no. Đem nó đi. Em Màu. No. Đem nó đi đi. Đem thì nó đi ngay. Kéo con tao mày. Tuột mấy tao bây giờ. Buồn già. No. Nghe anh nói nè. No. Xin phải hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh. Trái. Mai. Ta ra xa nhau thật rồi. Cô cháy, cô cháy. Em biết khi tàn bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha. Come on, come on. Tiên sư chúng mày, bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em Màu. Anh chồng có số đào hoa, nhắn mấy anh chồng vợ hai vợ ba, có chơi thì chơi cho khéo,
chớ quên quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng, gái ghen gái mới yêu chồng, vợ thương chồng lắm đây ấy mấy thời vợ ghen. Ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quản thư thời trước có sống lại cũng chào thua, ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa. Quản thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce & Gabbana, mà D&G là đánh ghen Corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ông nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ông về. Mà đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui mà mấy ông không bỏ tật dê thì thôi cho mấy ông đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi rồi, mời vô, mời vô, có khách rồi, khách rồi. Mời vô, mời vô, mời vô, mời, mời hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền. Nè, có hai người phụ nữ nè, cái người mà cái mặt già già, xấu xấu mà nhăn nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cười giờ chồng bỏ. Cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt ranh chồng là chắc chắn rồi, em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Ừ. Ờ, nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả? Tôi nói câu này ra ai cũng la trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái. Oh my gosh, rất là trời đó. Trời ơi, còn thông dịch nữa hả? Ừ. Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có người yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở nữa mà vô gặp tôi làm chi? Không phải tôi. À, má kia. Hả, cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? À, dạ đúng cái rồi. Cái gì vậy, mày làm gì mày sợ vậy? Tôi là như bạn vô này mày xuống tông làm hết hồn hết chứ à. Rồi bạn nhưng mà lũ khà lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen nó hại sức lắm đó. Nó ghen đó. Thôi thôi thôi, bỏ xuống dùng cái coi. Bỏ xuống đi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Em ơi. Nó. Trời ơi, mặt mũi vậy? Tướng tá vậy? Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em rồi đó. Không, ý gì nè, ý chị nói là già già xấu như bà này chồng bỏ chị không tức, mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức, biết không? Cái gì? Hả? Nãy giờ có nói tôi già hoài là sao? Bà không nói tôi già mà bị tam tai hả bà kia? Cái gì vậy trời ơi? Tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Giờ phải thôi chứ. Ôi, thôi nè, thôi mà. Cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình, mày nhớ không? Ồ, tao cũng thấy cái quen quen. Cái con quỷ đó, nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên. Đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lợm. Đúng rồi. Trời đất ơi, ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn mới biết tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và bà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lụm, tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Là ba đứa lạc tông quá cho nên lạc nhau. Trời ơi tụi bay gặp lại mừng quá, mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, ta không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, ta nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm, thấy chưa? Quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không? Mày sao? Quê quá. Qua tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao? Trời ơi, chồng con rồi mà diễn cho ai coi mẹ ơi. Thấy không? Thấy sai lầm không? Thấy sai lầm chưa? Càng có chồng càng diễn. Đừng diễn cho mấy chả, mình diễn cho mình, biết không? Còn chị Trinh, tao cũng vậy phải không? Không thay đổi tí xíu nào hết. Đẹp hơn hồi xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn Trinh á thì là coi như là em không có tin. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó.
Sao vậy? Chị không nhớ hả? Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị hết trơn. Tại chị dữ sợ quá. Cái gì mà dữ vậy, mà dữ vậy, cứ dữ. Em có dữ quá gì? Chị bị dữ. Còn mày, mày hiền quá ha. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn... Không không không, mà tôi hơn bà. Tôi hết rồi. Vậy hả? À, tôi hơn bạn bậc à. Hả? Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng nhưng mà em có người yêu. Chồng chi? Đó, chồng như thế không? Nghe khổ ghê không? Đó, chồng là chi? Em nói chị nghe nè, nó nghe nè. Người yêu á thì còn có người này người khác. Chồng nó có một kiểu à. Nó ra đời nó gặp gái nó thân thớt nói cười, nó về nó nhìn vợ như kẻ thù vậy á. Sao tao không biết vụ đó? Thôi. Thì mày có thôi. Kinh nghiệm đâu. Thôi, thôi lụm ơi. Tao nói mày nghe nè, bây giờ tao... Cái gì mà lụm vậy? Trời ơi, tao đâu có quăng gì đâu mà mày lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi. Tên gì? Tụi bay biết Nicki Minaj không? À. Biết, con nhỏ rap đúng không? Rapper đó phải không? Tao nhìn mày tao nghĩ mày muốn chồng dữ lắm rồi đó. Bà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Nicki Minaj. Còn xin tự giới thiệu, em là Nicki Milu. Tao nghe tên đó tao muốn thảy cục xương cho nó vậy. Cái gì vậy? Nè, bà vô duyên á nha, bà làm tôi như lặng chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu đó. Vô duyên à. Thôi nè, tao nói mày nghe nè, cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ dị hoài tên của người ta mà mày kêu dị kỳ lắm. Đúng rồi, tao tỷ là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên lụm đi. Mày kêu Lu Lu nó còn giống con chó hơn nữa. Trời ơi. Tao vô đây, vô đây, mời vô. Tao bây giờ tao rối lên hết trơn. Giờ mày đã rồi, sao đâu mày kể tao nghe coi. Ở đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày, sao mày gia đình, chuyện gia đình sao? Giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Cái đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chồng tôi chết là tao. Tao nói đi mày. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy? Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen, nó lộn lộn, nó ghen, nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao? Nó làm như thiên nga vậy, chết cho mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết đó. Mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây, qua đây. Qua đây, nó té. Trời ơi, sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Chốn tự lết vậy, không sao đâu. Mày vẫn đánh ghen sao mà nó xỉu hoài sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen. Mới ra khỏi cửa xỉu. Mày biết tao làm gì giờ? Sẵn có ba đứa con nó ở nhà. Tao rủ đánh sạch xám. Trời. Đánh bài, đánh ghen không thấy, tao thấy đi đánh bài, tao rủ đánh bài. Không có nó tỉnh dậy mày mới không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi, cho nó dơi sầu. Hỏi vậy nè, hỏi chồng con nó đi. Hỏi bà nè. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này tao nói như là cái hạm nhà binh vậy mày ơi. Tao nói nay con này mai con kia. Tao nói trời ơi, gặp nó là già trẻ bé lớn không cần biết. Nó gặp là nó hốt, nó gặp là nó hốt hả mày? Mr. Vacuum nó phải không? Hút bụi đó mày. Hút bụi đó phải không? Sao thấy quen quá. Rồi vậy đó hả? Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt với bồ của chồng của Thủy chưa? Tao gặp mặt tao kiếm mày làm chi? Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt. Có. Ngày nào cũng theo dõi trơn á, có bữa sắp sửa gặp tới một mục tiêu rồi mày biết không? Cái tự nhiên nó xỉu. Trời, tao làm gì? Tao phải lo cho nó mất mục tiêu. Chết rồi, thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Là chuyện của nó. Tự tỉnh rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Rượu đâu Liễu. Rồi uống rượu quen thôi. Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha. Thôi. Sao đây? Giờ mày ngồi xuống đây ráng mày giúp tao đi lận. Đúng rồi, mày xuống đây nè. Bây giờ mày, tao nói mày nghe bây giờ á, ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì. Rồi từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ, chồng tao là PT, là professional training. Cho nên sáng nào á, ổng cũng đi tập cho người ta. Từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà. Ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm. Cái là 9 giờ tối, cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ổng tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Trời, cô này nó ngu ghê đó. Chồng tập thể dục mà 9 giờ tối đến 3 giờ sáng mà nó tin, nó hồi ngu ghê vậy đó. Thôi giờ vậy, ông nói mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ, biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn chồng, bồ và mày. Ba người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì? Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì? Phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi coi là
ăn sáng như vậy thì cái cô bồ có nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy tại sao mình nhào vô làm gì, tự nhiên người ta rút lui đó. Cái người đó là người biết điều, biết không? Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa ăn chiều, rồi chủ yếu là món ăn tối nữa, mày gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi, vậy là bà là không người biết điều. Thôi thôi, ôi, cách này không được đâu mẹ ơi. Không được hả? Ừ, tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống nghe tao nói nghe. Thôi giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động, biết không? Bây giờ có cách vậy, tao chỉ cho mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có. Nè, điện thoại nè. Rồi đây, mày có cái đây có cái app nè, cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó, số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó, mày nhấn nút này đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích. À, chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó, thấy chưa? Ồ, hay vậy hả? Miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Ừ. Tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Dạ. Vậy ở đây có ai có số phone của anh Quang Lê không? Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở bờ chăn gà nè. Chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả? Chút mình ra mình kiếm ảnh đó. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi hai ghế mà ba cái máy là Quang Lê á. Ê, như tao thấy cái này nhúc nhích nè mẹ ơi. Ờ đúng. Ê, rồi. Nhúc nhích rồi nè. Chồng mày đó, chồng mày đang đi đó. Cái này nè, nó sẽ rõ ràng, thấy chưa? Mày thấy không? Đó đó, khung cảnh này đó đó. Ủa trời ơi, nhúc nhích rồi. Ủa sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Ê, cái quán cà phê, xéo văn phòng tao nè. Ủa cái gì vậy? Ê, tao thấy rồi, thằng Cha Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ôi chồng tao. Trọng, Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Ừ. Cho có hình được không? Nè, đi nè, hình nè. Trời ơi, cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao có gì kỳ cục vậy? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Tại sao? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu. Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết nữa chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn thôi, tao chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra chết. Cái này sao Liễu? Chắc tao xỉu đâu, tao xỉu. Đừng xỉu. Đi vô nhà. Đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì nó làm không, tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Vô nhà để tao đi, tao đi với mày. Để nó xử. Để nó xử. Tao tin mày đó nghe. Rồi, tao xử. Sao kỳ cục vậy? Trời ơi. Minaj, baby. Minaj. Hello. Hey. How are you? Thể thao chưa? Thể thao không phải khoe hàng. Thể thao cho khỏe bế nàng đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh xơi mỗi ngày. Hello everybody, hello Minaj, I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I need you. I love you. I love you too. Hey. Ayà. Baby. Yeah, em đỡ anh vậy em. Hả? Dạ bị giật bẻ rồi. Giờ bé. Tập cho cố vậy. Kéo lên. Được chưa? Tập vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không? Mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra hai cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ, cái đó khó lắm á. Ôi, tôi nói tuần vừa rồi có một khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái thân hình giật cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi. Thiệt em... Bây giờ happy lắm. Trời, cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. Hả? Em chỉ uống hết một ly mà hi hút hết ba thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. À. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quốc tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê cái quá. Tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá. Dạ. Nó nghe nè, dạ. Cái chương trình đó bây giờ trời ơi, Lê nó so happy. Giới thiệu qua cho người bạn nữa, thì còn một cái chương trình nữa. Dạ dạ. Dương tới tương lai. Là sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giòn. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm. Bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ hai người tập một lúc và hai người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người... Rất thành công.
được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá. Ai dạ, vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ Việt Hương với Thúy Nga. Hai đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi em biết sao không? Dắt ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi, mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Anh nói chơi thôi, miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Trời ơi, cái gì anh nói cũng được hết trơn hết trội á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông. Ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? Làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Nhà em có con chuột. Chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này không sao đâu. Dạ. Chuột làm hết hồn hết. Dạ. Thôi đừng có lảng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới, bận rộn sao? Em yên tâm, kể từ bây giờ anh ta sắp xếp giờ rồi, 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái tiếng gì vậy em? Dạ con mèo, hồi nãy là con chuột giờ con mèo. Trời, nhà em nó có mèo. Sốc giật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry, anh nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Thấy mình kêu pest control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện anh ơi. Em làm á. Có dạ. Nói nghe nè baby, trời ơi cả tuần lễ anh không gặp anh nhớ em quá. Ngồi đi đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là gọi anh tập là để làm gì, lo cho mẹ già và ba đứa em. Mà ba đứa em đang tuổi mới lớn, mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ già ăn hơn nữa. Trời ơi mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em, bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm, cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Phải, đừng có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được rồi, cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè em vô nha, em sửa soạn phòng ốc nha. Em chờ anh nha, đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Này, tăng 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 tăng. Quà gì? Eye gel. Oh, eye gel. Yes. Cái này anh mua cho mẹ già mà mẹ già không có thích. Vậy à? Dạ, nước sơn mới của eye gel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của eye gel nha. Vậy đó, hả? Bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây, có cái máy LED luôn nha. Cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn, màu sơn này nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này mày sơn nhà, trời chắc ai chơi chúng mánh quá. Vậy nên bán bao nhiêu nữa anh ơi. Thôi được rồi, để em quan vô trọng em sẽ... cái gì? Là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi, em thích quá, em thích áo đầm, em thích áo đầm. Anh em thích, nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đầm này hơn em á. Bậy à. Tôi thấy anh sung sướng quá. Không có. Gì hả? Tặng cho baby. Cảm ơn anh, để lát em thay liền. Tất thay liền nha. Ừ. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà có đồ vô trong rồi. Cái quan trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời ơi cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy? Anh tiến bộ như vậy? Trời ơi, ghê quá à, anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Giường em nó cũng không có cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm cái gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. À, trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Trời nè ơi. Mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá. Còn em trần tục quá. Em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ là hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi. Cái còng là hai đứa mình khóa lại với nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi coi. Đà. Đó. Dễ thương quá. Được rồi. Đó. Được rồi. Em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái này cho em là dạ. Đó. Dễ thương quá. Vô. Được chưa? Búp. Đó. Rồi hay. Bây giờ chói anh với chói em đây, lại. Em thử chói anh coi nha. Dễ thương quá anh ơi. Thôi bây giờ để em vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn. Đây nè. Nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đỡ em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng vậy anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây thử nó có chắc hay không. Chứ chói hai người rồi sao em mừng việc. Đó. Vô nha. À. Đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng để em ra nghe anh nha.
bận cái. I love you, em bận áo này em ra liền nha nha. Chị cười. Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái sứ quan giả luôn á. Kế bụi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vừa phóng vô phóng ra sao cái tướng khác vậy ta? Em vậy chị Liễu. Vậy chị đi với ai tới đây vậy? Tao giận má tao đi chơi. Rồi má chị đâu? Ra đi má ơi. À bớt hồn tắt bò hồi luôn á. Nó nghe nè chị Liễu. Vậy chị chơi xấu vậy chị Liễu? Xấu gì? Chị có má đẹp, cái tướng ba đầy ngon vậy sao đó giờ ông dắt ba nhà em chơi. Đó là quỷ mà, nhìn kỹ đi. Má nè. Thủy. Thủy gì? Vợ. Vợ gì? Mình ơi, ủa mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ mình, cho anh mình, nữa. Mình nghe anh giải thích, anh có nỗi khổ đó. Mấy ông đàn ông nha, 10 ông vô 11 ông à, quậy banh cái gia đình luôn á, mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh không vậy trơn á. Em ơi, nghe anh giải thích em thật anh bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa nha. Nè, đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Học đúng là như vậy, tại vì thật sự là anh nè, tôi nói cho anh biết, từ rồi sắp lên tôi sẽ sống cho tôi. Đúng rồi. Thủy, đừng. Ủa? Ồ, ai hello cả nhà. Vô đây. Ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em. Vợ tao mà em hả mày? Vợ vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Thôi. Vợ. Dùm ơn. Baby. Cố lên. Dùm ơn. Baby. Ra khỏi chỗ này được không? Được, em muốn đi đâu anh chở em đi miễn phí. Hả? Trời ơi. Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hay. Cố lên. Sống cho mình nha. Dạ. Vợ mình. Chị Liễu nói em tiếng đi, chị Liễu. Nói gì đáng đời lắm. Xin chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh, em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Em có nhớ anh không? Trời, anh Quang Lê ai cũng biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con quá. Đại bàng của lòng anh. Hay quá. À. Em mừng quá à. Anh giờ đưa em đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi, hay là mình đi cái máy nha. Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ. Anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn. Ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi, em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá. Đi ha. Đi. Bye bye. Vô nhà hơn bye. Đó. Rồi đó. Cho anh đứng yên chỗ đây, tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ còn một mình anh thôi. Mina, hét. Hét cái gì mà hét? I want to go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Con chết luôn, đứng ở đó đây, nhìn đây. Bye. Ê! Trời ơi, không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Hét. Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời? Đứng nó luôn đi, để vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Đứng nào? Đứng đây. Chìa khóa lắm.
Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty.